Nếu các bạn có nhu cầu mua Robert thì hãy truy cập robertviet.com. Bán Robert uy tín, chất lượng, an toàn và giá rẻ nha các bạn. Hi, và mình xin chào tất cả các bạn và anh em đã quay trở lại channel Trendly Gamer, công tờ game Rainbow Online nha. Thì nghe mấy bạn đồn đại gần đây á, là cái tựa game này á, mình đang có cái số đỏ các bạn. May mắn đang ùa đến với mình, nên là mình quyết định sẽ săn một cái con du biển, hai ba con du biển gì đó, để mình tìm ra được cái món đồ để có thể triệu hồi cái con du biển riêng biệt cho mình nha các bạn. Nghe mấy bạn nói món đồ đó mình khoái quá, mình mê quá. Và hiện tại trước mặt mấy bạn đây là mình đã phát hiện ra một cái con du biển cùng với những cái đồng đội bình thường của mình để có thể săn tìm nữa hem. Thì ở đây có một cái đám hải quân nó hơi bị nhiều chuyện một tí các bạn. Du biển thì đang gầm rú phía đằng kia, bọn chúng thì đang nhăm nhe cái tàu của mình. Mà hiện tại mình còn ít gỗ lắm nên là mình phải giải quyết cái bọn này trước, không để cho bọn đó lộng hành được. Rồi sau đó là mình sẽ tiễn con du biển dài ba cái cục thiên thạch vào đầu. Nó đang sử dụng cái bọt bong bóng để gầm rú một ai đó kìa. Thì người đó chịu đam thì mình ở đây thì mình chỉ cần giọng thiên thạch xuống thôi nha các bạn. Ở đây thì cái chiêu xê thì mình sẽ bắt đầu tẩn cho du biển chính cái đạo thiên thạch triệu hồi xuống. Là cái con du biển là coi như là nó chuẩn bị nó ngáp ngáp rồi, nó không thể nào mà chịu đau đớn hơn được nữa. Mình thì mình né xa ra một xíu em. Thì chiêu ít mình hồi mình sẽ cho thêm một cái đạo thiên thạch xuống nữa. Chắc là cái lượng đam của mình cũng đã đủ rồi đó các bạn à. Bây giờ thì chỉ cần chờ thời cơ hội con du biển này nó gục ngã xuống thôi, là mình có thể may mắn nhận được cái món đồ để có thể triệu hồi du biển em. Nó vẫn sử dụng những cái tiếng gầm rống rú tiếp tục vào bản kia. Bản kia vẫn chưa toan các bạn à. Bản pin vẫn còn sống nhăn răng đó thôi. Mà một khi bạn ấy còn sống thì mình có rất là nhiều cái cơ hội. Đó, mình đang đứng trên một cái núi nhỏ nè. Ở đây thì cái chiêu của mình cũng đã hồi rồi. Và khi mình triệu hồi tiếp chính cái đạo thiên thạch nữa thì con du biển này là coi như là đã gần hấp hối rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần thêm vài chiêu nữa thôi. Nó ráng nó cố gắng nó sử dụng những cái chiêu thức và nó rống gầm rú trong vô vọng đó các bạn. Chắc là nó đau đớn lắm. Nhưng mà số trời cũng đã định là Diêm Vương kêu nó chết canh 3 rồi, ai dám giữ đến canh 4 các bạn. Bây giờ thì chỉ cần thêm một chiêu thức nữa thôi là con du biển này đã chính thức nằm xuống à, đi vào lòng đại dương. Rồi nó đã nằm xuống. Lụm. Các bạn thấy chưa? Mà mỗi lần mình lụm món đồ nào các bạn thấy là mình bị té sắp mặt nè. Hình như á, đây là cái nhân phẩm của mình là phải té mới được các bạn à. Ủa cái gì đây? Ủa cái thiết san nạ các bạn. Ủa mình có rồi mà. Ủa lại cho mình cái mặt nạ cream nè các bạn. Màu xanh nè. Đeo vô coi. Nó không có khác biệt gì nhiều ở cái mặt nạ kia các bạn. Nó khác biệt là cái ánh sáng của mắt á. Và chứ cái hình dáng thì nó chỉ thay đổi màu sắc thôi em. Thì cái này là các bạn chỉ xài là các bạn sưu tập cho vui các bạn ơi. Nhưng mà cũng legend nha, cũng đồ legend nha. Đây, một cái là màu xanh lá, một cái là màu xanh dương em. Đây, cái màu xanh dương đây. Đó các bạn thấy là cái ánh sáng mắt là màu xanh dương ha. Và ở phía phần trên trán đó là màu xanh dương. Còn đây, màu xanh lá thì phần trên trán là màu xanh lá. Và cái ánh mắt đó các bạn thì nó lại là màu xanh lá luôn. Nó đơn giản vậy thôi, màu đỏ thì cũng vậy các bạn. Trên trán màu đỏ, rồi mắt thì màu đỏ em. Và hai mặt nạ này thì mình xem xét về cái chỉ số á thì nó tăng giống nhau thôi các bạn. Các bạn đánh thì chủ yếu là để sưu tầm và sưu tập thôi em. Đã chưa, đã chưa. Trời ơi, mình nói vận may của mình mà. Không được rồi, mình phải kiếm thêm các bạn. Phải kiếm thêm. Mỗi lần mà mình té sắp mặt như vậy là thế nào cũng có đồ mới. Phải kiếm thêm các bạn ơi. Đi 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 đi. Mình phải quần ra biển. Có hai trái quỷ su kê ở dưới nữa kìa các bạn. Mà thôi, không quan tâm đâu. Bây giờ đi kiếm thêm em. Mà trong lúc mà mình định đi kiếm thêm nữa các bạn, cái thuyền á bị cái bọn hải quân nó phá lúc nãy rồi, chạy đâu có nổi nữa. Mà khỏi đi đi. Bạn Bin cũng ra ngoài phát hiện một con du biển và đang dẫn dụ về đây. Nó đâu? Ủa hồi nãy nghe ầm ầm đụng đụng ngoài mà. Kè 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 kè. Nó tới rồi kìa các bạn. Chờ chờ dẫn vào sâu ở trong đây ha. Đó. Xuất hiện rồi hả bé. Rồi vừa xuất hiện thì nó ăn ngay thiên thạch và lava vào đầu liền các bạn à. Mà mình thấy bạn Bin cho ăn lava thấy tội quá. Mình cho có một cục thiên thạch rồi nè. Bây giờ nè, mình mới là chân live show thiên thạch nè. Nó vẫn sử dụng những cái tiếng gầm rú kia để chống lại mà chống trong vô vọng các bạn.
Bình thường á, cái lúc game mới up á thì nó là hung thần biển cả, nhưng mà khi game đã up qua được mấy ngày á thì nó là coi như là cùi bắp của biển cả, và bây giờ đây là gà mờ của biển cả luôn rồi. Mấy bạn chỉ cần dụ nó vào đảo, mấy bạn đánh thì nó là dễ luôn em. Còn muốn đánh ngoài biển á thì mấy bạn có trái hie á hoặc là magu á, nhớ là magu á, magu thì đánh ngoài biển ngon lắm các bạn, tại các bạn có thể đi được trên biển em. Còn hie thì hơi khó khăn xíu, tại vì cái chiêu của hie á thì có vài chiêu đánh được tầm xa, chẳng hạn đinh ba băng với chim trĩ. Còn magu á, mình thấy đại đa số hết tầm 70% chiêu đánh tầm xa là đó, nhất là cái chiêu đó đó các bạn. Chiêu đó ăn đam là phải nói là kinh khủng khủng khiếp luôn em. Mưa lava kiểu đó du biển nào chịu đời thấu. Rồi bây giờ là tới phiên mình. Đó, mình cứ chơi live show vậy á, những tiếng gầm rú trong vô vọng cuối cùng cũng đã được phát ra. Bọt bong bóng của hy vọng, du biển mong là sẽ xử được một người nào đó bằng cái bọt bong bóng đó, nhưng mà không. Không được rồi. Mọi sự tính toán của con du biển đã nằm trong lòng bàn tay mình rồi các bạn. Mình mở ra thì sống, mà mình bóp vô thì chết. Nhưng mà con du biển có đồ ngon quá như vậy thì làm sao mà mình có thể mở lòng bàn tay ra con du biển nó chạy được các bạn. Nên là bây giờ thì mình sẽ đứng đây để xem những cái tiếng gầm rú trong vô vọng của con du biển ha. Nó vẫn đang cố gắng gầm những cái lần cuối cùng của cuộc đời. Sử dụng bọt bong bóng tiếp tục các bạn. Mong là cái chiêu này không được rồi. Bị dướng luôn rồi. Một chiêu mà du biển phải lấy hơi thở cuối cùng để trích ra. Và du biển đã toan. Bọn mình là người chiến thắng. Tại vì săn du biển riết mà các bạn, nên là hệ thống chiêu thức của nó là nắm trong lòng bàn tay hết rồi. Bây giờ kiếm con khác các bạn ơi. Đây, ở phía trước thì mình thấy có một bạn đang quằn quằn với một cái chiếc tàu hải quân này các bạn. Đang có một trận chiến với một chiếc tàu em. Du biển mà nó mà xuất hiện chỗ đó mình định nói là du biển mà xuất hiện chỗ đó là thì đó là bạn đó toan và tàu hải quân cũng toan luôn. Và nó xuất hiện luôn các bạn. Nó xuất hiện đúng lúc thiệt, đúng là miệng con quạ luôn á. Nói đâu trúng đó các bạn thấy chưa. Nó xuất hiện nó bắn nó phà phà đằng kia rồi kìa. Mình ở đây thì mình sẽ sử dụng những cái đạo thiên thạch để mình trợ quy giúp bạn đó em. Nhưng mà mình chỉ sử dụng có một viên thôi. Để mình tính cái khoảng cách đây. Khoảng cách như thế này thì mình mới sử dụng cái đạo thiên thạch lớn để triệu hồi chính cái đạo thiên thạch xuống. Đó. Như thế này thì du biển sống sao các bạn. Rồi mình sẽ bơi vào cái thuyền con vịt này. Mình sẽ đứng ở trên cái thuyền con vịt này. Coi như nó là cái điểm tựa ở giữa biển cả cho mình ha. Tại vì khi mà đánh ngoài biển á, thì bạn cũng biết là du biển nó rất là quy lực. Và mình sẽ không có những điểm tựa ngoài biển. Hên là nó đang kiếm một bạn nào đó, nó target, nó không có me mình. Chứ nó me mình, nó thổi vào cái thuyền con vịt này thì mình cũng không có điểm đứng đâu. Mình chỉ có thể là bay lên để chiến đấu với nó thôi. Nhưng mà bay lên đó thì rất là tốn stamina các bạn. Nên là có thuyền con vịt ở đây thì mình chỉ cần đứng ở đây chờ đợi hồi chiêu thức rồi mình tém nó thôi, rất là dễ. Lại là những tiếng gầm rú trong vô vọng nữa. Rồi. Chim thiên con vịt của mình rồi. Vậy là nó biết cái âm mưu của mình là đứng ở trên thuyền con vịt để tấn công nó, nhưng mà không sao. Mình có thể sử dụng gepo để mình bay lên và mình vẫn có thể triệu hồi những cái đạo thiên thạch để tấn công nó em. Đó. Vậy là con du biển nó sắp toan rồi. Vậy thì mình có thể là ghép bô lại gần nó để xem những ánh mắt cuối cùng của con du biển này khi mà nó nằm xuống. Đây, nhích nhích lại. Thiên thạch hồi thì mình sẽ triệu hồi một đạo thiên thạch xuống. Xong rồi. Du biển sắp toan rồi các bạn ơi. Nó chỉ còn có một tí nữa rồi xong. Du biển bị con chó của trái quỷ Magu cạp chết các bạn à. Các bạn thấy bạn Bin đấm trái quỷ Magu. Thì có một con chó nó rống lên, rù lên. Sau đó là du biển nghe tiếng đó, thấy tiếng gầm của du biển không lại, du biển toàn. Lên. Rồi giờ là chờ đợi tiếp con tiếp theo hả các bạn à. Sau một thời gian chờ đợi không mấy dài, đầy 1 phút 30 giây các bạn. Lúc mà bạn Bin đi uống nước em. Thì con du biển này nó lại âm thầm tấn công bạn ấy các bạn à. Coi như là nó rút kinh nghiệm từ đồng đội trước của nó. Thì bạn Bin vừa không online để nó lên, nó tấn công tới tấp luôn các bạn. Các bạn thấy bao nhiêu chiêu của nó, bao nhiêu vốn liếng của nó đã sử dụng ra hết rồi. Mong là bạn Bin sẽ on nhanh để có thể tận con du biển này một trận ha. Rồi, không xong rồi. Vậy là âm mưu của tụi mình đã sắp đặt để dụ du biển cuối cùng đã thành công rồi ha. Bạn Bin đã chính thức online quay trở lại và sử dụng những cái đạo lava tấn công công kích như mưa vào đầu du biển. Và các bạn thấy lượng máu từ nãy rất là cao. Vậy là nó cũng không rút kinh nghiệm từ đồng đội trước của nó các bạn à. Nó tưởng đâu là sau khi mà bạn Bin
offline đi uống nước thì nó có thể vào tấn công tưới tấp và có thể đẩy bạn ấy xuống biển. Các bạn thấy nó đẩy bạn ấy liên tục. Và không, bạn ấy ăn trái quỷ Magu. Đó là một cái sự tính toán ngu người đến từ anh du biển em. Những tiếng rống gầm rú cuối cùng cũng đã gần kết thúc. Khi mà cái đạo thiên thạch của mình hồi cũng là lúc mà cái con du biển này đi. Nhưng mà mình biết là có hồi kịp hay không nữa, là con du biển này đã nằm xuống rồi. À, hồi kịp rồi các bạn à. Và mình đã kết liễu nó em. Hi hi, lên cấp mà chả lụm được cái gì hết các bạn. À mà quên nhắc mấy bạn nữa em. Thì trong quá trình mà đánh du biển á, nếu mà các bạn nào mà chưa đủ level á, chưa full là 325 á, thì bạn để ý cái lóng kinh nghiệm của bạn có nhảy hay không em. Nếu mà cái lóng kinh nghiệm phía trên của bạn nhảy hiện tại là mình 1441 đúng không? Mà giờ nhảy lên 4000 mấy hay gì đó là mình đã nhận kinh nghiệm từ du biển rồi em. Còn mấy bạn full thì sao? Mấy bạn full thì cái lóng kinh nghiệm cũng full thì nó không có nhảy em. Nên là mấy bạn đánh nó không được gì á, thì mấy bạn có thể là đủ thừa cho không đủ đam. Thật sự mấy bạn đã đủ đam rồi, nhưng mà tại vì nó không được đồ á, cũng như là lóng kinh nghiệm của mấy bạn full, nên là kinh nghiệm của du biển sẽ không nhảy vào mấy bạn được nữa. Nên là mấy bạn cứ yên tâm, chỉ cần mấy bạn có tham gia đánh và sử dụng một lần ulti trong cái trận đánh đó thì chắc chắn là mấy bạn sẽ đủ đam em. Rồi, vậy là video lần này thì mình gửi lời cảm ơn bạn HV Gamer cũng như là bạn Bin đã hỗ trợ mình đánh du biển trong video lần này em. Và cũng gửi lời cảm ơn đa số các bạn và anh em đã theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.